Anh Lê đã hiểu ý A Páo. Đã ăn củ sắn rồi. Ngày đúng xưa rồi. Thì không có biện pháp gì về cái việc mà đã ăn củ sắn rồi. Những cô gái ngày xưa là A Páo quay lại thời chiến một tí. Ngày xưa các cụ thường đi qua sông và có những chuyến đò chiều. Những chuyến đò chiều là các cụ thường hẹn hò những cô gái. Em ơi, ngay bữa đi là anh sẽ sáng sông và anh sẽ sáng đò và anh sẽ hẹn hò cô gái. Và khi trước khi chia tay thì cả cụ ta trước khi chia tay cả anh biết là làm rằng không, cả cô gái thường với các chàng trai với các cụ là hẹn hò ở gốc cây này, ở bờ tre, ở bờ lau và bờ ngô. Thì khi nửa ngày xưa thì không có cái biện pháp mồm ngăn cách giữa tình cảm của chàng trai khi mà ra trận súng trận. Súng trận kiểu khỉ thế hào hùng ra đi đánh giặc mà quân binh là nhiều. Đúng rồi. Mà lâu lắm rồi quân binh nhiều kiểu như là mình hào hùng đúng không? Cho nên là khi đó là chàng trai cô gái hẹn hò nhau ở bên dòng sông mà còn bến bờ cạt nữa. Cho nên là hai người đã hẹn hò nhau ở đó. Đấy, cuộc tình yêu của những chàng trai cô gái của như các thời cụ. Các cụ thì ngày xưa bảo là yêu nhau rất là mộc mạc chân thành. Đấy, như thời bây giờ thì nó lại khác, cũng như thế. Là nhà em bên Lữ, anh ở bên Bồi là củ sắn củ khoai mồ hôi chan mặn thương anh rồi, nhớ đợi nghe em. Cứ chiều về khi mà đã yêu rồi, mà đã cho củ sắn vào rồi. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi. Rằng anh không về năm tháng chờ đấy, chờ mong. Nó buồn. Rồi, nhưng anh biết tại sao răng anh không về không? Không biết. Răng anh không về năm tháng đợi chờ mong. Răng anh nọ về, anh sợ mất răng. Bởi vì tại sao các anh? Anh sợ mất răng bởi vì cô gái 14 tuổi. Cô gái 14 tuổi chưa đến tuổi yêu, chưa đến tuổi thành niên, chưa đến tuổi mà dậy thì. Thì nếu mà nói lời yêu thì người ta sẽ bảo là không tốt. Nhưng mà phải chờ đợi đến lúc mà em trưởng thành thì mới được yêu, chỉ tầm thương thôi mà. Đúng rồi. Đó. Răng anh không về năm tháng đợi chờ mong. Răng anh nọ về, anh sợ mất răng. Không phải anh sợ mất răng. Anh, răng anh không về năm tháng đợi chờ mong. Răng anh nọ về, nó về bên em. Em nhớ lắm rồi. Nhưng mà do anh là sợ mất răng về lên. Bố mẹ anh chị cả làng nói là hận yêu rồi. 13, 14 tuổi yêu rồi. Lỗi. Đấy, có nghĩa là cái câu chuyện là ngày xưa đó là câu chuyện ngày xưa là chưa có nó sâu xa. Cứ chiều về cánh có lối bên sông. Cô lái đò xưa nay tròn mười tám. Năm nay cô gái tròn 18 rồi, ta yêu được rồi. Rồi, ta yêu đây. Ta yêu được rồi, cho nên là thoải mái luôn. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi. Thế cô gái đã tròn 18 rồi, anh hiểu tròn 18 là mình yêu rồi. Yêu rồi. Thoải mái, yêu đương. Cho nên là yên tâm về công việc là hành chính. Yên tâm về pháp lý. Pháp lý, hành chính. Đấy, cho nên là không phải lo là việc là cán bộ có hỏi thăm mình không. Cho nên là cô lái đò xưa nay tròn mười tám. Thế là cái câu chuyện cô gái tròn 18 rồi. Thế anh biết câu sau là như thế nào không anh? Em hát tiếp đi. Cô gái tròn 18 rồi mà chàng trai không về. Răng anh nọ về à? Bởi vì anh sợ, cũng vẫn sợ anh ạ. Ơi cô vì anh trao mùa xuân anh trở lại. Không hẹn mùa xuân nào trở lại cả. Không bảo năm 2023, không bảo năm 2024. Mà chỉ bảo mùa xuân anh trở lại thôi. Em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đỏ xưa. Quên câu thương câu chờ lời hẹn người ơi. Đây là câu nũng nịu, đây là câu mà trách móc cô gái là bao năm tháng trôi qua mà khi mà em tròn 18 rồi và em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đỏ xưa. Quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Cứ nắng chiều về sáo diều gọi trăng lên,
tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ơi. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ. Thế anh trên trên đê nhỏ với cô gái thì anh sẽ làm gì ở trên đê trên nhỏ? Trên cánh đồng. Đúng rồi này. Trên con đê nhỏ, trên cánh đồng, tôm cá còn thương nhau. Thì tôm cá còn thương nhau. Thế người ta là ăn nhau luôn. À rồi ơi cả nhà. Trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Huống hồ chỉ em không thương anh mà anh không thương em. Thì anh ơi, anh là tôm em là cá đi. Hay là anh là cá em là tôm. Con tôm là nó cùng một cái sinh thái. Cùng một sinh thái. Em đang phân tích về cái sinh thái ở động vật học nhỉ. Hay gọi là cái gì về sinh thái nhé. Là tôm, cua, cá là cùng sinh thái, cùng sống ở trong một nguồn nước rất là sạch ở đồng quê. Thì con tôm và con cá thường yêu nhau. Thì con tôm thì nó có cái mũi dài, nó ráo này, nó nhọn. Và gặp con cá nó sẽ chén luôn. Đấy, có nghĩa là anh là con tôm mà cô gái là con cá. Thì gặp một phát này, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đó xưa. Thì tôm với cá còn thương nhau huống hồ gì anh không thương em. Thì con tôm thì nó phải chén con cá chứ anh. Rồi. Thì trên cánh đồng mà nó là hệ sinh thái, là nó phải tự cân đo đong đếm, nó phải sinh tồn. Đúng anh? Đúng tất cả cả nhà. Đấy, cho nên là anh phải thương em, anh phải thương mình. Người với người sống để thương nhau, huống hồ gì động vật cũng thương nhau. Mà sinh thái là cá tôm còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đó xưa. Núi Hồng ơi, trách chi đo lỡ duyên tình. Anh biết núi Hồng ở đâu không? Là núi Hồng Lĩnh. Là núi Hồng ơi, trách chi đo lỡ duyên tình. Đừng trách nữa, bởi vì là chàng trai cô gái đã lỡ hẹn rồi. Người ơi thương nhớ nên anh đi tìm câu vì sống làm. Ngày xưa gọi là đứt gánh, bởi vì là anh biết tại sao đứt gánh, bởi vì là lỡ. Nhưng mà có câu này là người ơi thương nhớ thì không phải đâu, có một câu nữa là trời ơi thương nhớ. Trời ơi có nghĩa là trời ơi, câu cảm thán xúc động quá là người ơi thương nhớ nên anh đi tìm lại mối tình xưa. Vâng, cảm ơn anh cảm ơn rất nhiều. Thế tâm sự thật của A Báo là câu chuyện tình rất là mộc mạc, hai người câu chuyện tình trong chỉ có hai người đấy biết với nhau thôi, và bây giờ đã lộ hết rồi, cả thế giới biết rồi anh ạ. Và anh Lê đã hiểu sâu và mọi người đã hiểu sâu hơn rồi. Câu chuyện tình tìm em cầu vì sông Lam xin phép được khép lại tại đây. A Báo cũng như anh Quang Lê xin được chúc cả nhà một năm mới, năm 2024 mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Anh có lời chúc gì với khán giả trên kênh của anh Quang Lê và mọi người được không ạ? Xin chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và nhớ đón xem bài hát tìm em cầu vì sông Lam trên Quang Lê sẽ hát, vì là hứa với A Báo nhiều năm rồi mà chưa thì thôi năm nay cố gắng hát rồi về gần đây quay ha. Rồi. Và chương trình quay thì yên tâm, A Báo sẽ hỗ trợ về máy móc và quay phim cả nhà nhé. Anh em mình chỉ diễn thôi. Rồi, okay. Chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.